Nằm tại bảng đấu được coi là bảng tử thần của Euro năm nay, cùng với đội đương kim vô địch Tây Ban Nha và những đội bóng mạnh khác như là Cộng hòa Séc hay là Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì thế mà đội tuyển Croatia được dự đoán là sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể giành quyền đi tiếp. Trận đấu đầu tiên họ sẽ gặp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Đây sẽ là trận đấu vô cùng quan trọng và chúng ta cùng nghe xem trước trận đấu này thì huấn luyện viên cùng đội trưởng của đội tuyển Croatia đã phát biểu những gì. Thổ Nhĩ Kỳ là đội bóng nhiều duyên nợ với Croatia. Tại tứ kết Euro năm 2008, Dario Sna cùng với các đồng đội đã bị loại một cách khá đau đớn sau loạt đá luân lưu. Khi đó chỉ có mình Dario Sna thực hiện thành công quả luân lưu. Nhắc lại kỷ niệm buồn đó, đội trưởng đội tuyển Croatia cho rằng trận đấu tới không phải là để đòi lại món nợ cũ. Đó là một thất bại khó quên, nhưng trận đấu ngày mai là một câu chuyện mới. Trận đấu giao quân bao giờ cũng mang lại những áp lực, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tại bảng đấu này, Tây Ban Nha là ứng cử viên đầu bảng, còn chúng tôi có thể nói rằng là ứng cử viên cho vị trí thứ hai. Tuy nhiên cũng phải hết sức thận trọng. Ngày hôm qua, Romania đã rất gần với chiến thắng trước đội chủ nhà. Trận đấu ngày mai sẽ rất quan trọng, nhưng tôi tin là chúng tôi sẽ chiến thắng. Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng của Croatia, dù mới chỉ có một năm dẫn dắt đội tuyển, nhưng vị huấn luyện viên 62 tuổi này vẫn tỏ ra rất tự tin. Tôi cảm thấy rất tự hào khi được dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình để mang lại niềm vui cho người dân Croatia. Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời và một tập thể đoàn kết. Một số cầu thủ đã từng chơi ở Euro và World Cup. Bên cạnh họ có những cầu thủ trẻ. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cũng có một số điểm yếu và chúng tôi đã có phương án để khai thác những điểm yếu đó. Ngay sau buổi họp báo, các cầu thủ Croatia đã có một buổi tập nhẹ để làm quen với sân công viên các hoàng tử. Sân nhà của câu lạc bộ Paris Saint-Germain sẽ là nơi diễn ra trận đấu đầu tiên của bảng D. Nhìn chung các cầu thủ ra sân với tâm lý khá thoải mái, không có ai bị chấn thương và họ đang rất sẵn sàng.